Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Mô Tô Vlog. Hôm nay mình sẽ review cho anh em chiếc Yamaha IR 155 được độ full. Đấy, không còn gì độ nữa rồi. Đấy, còn anh em thích thì lên thêm cái ốp mâm màu đen nữa thì nó quá là ngầu luôn rồi. Đấy thì tùy anh em. Còn con này thì hoặc là anh em lên quả Baga, lên theo phong cách Scrambler. Đấy, con này là bô đút gầm nhá, nổ cực kỳ là hay luôn, bô cổ chảy đút gầm. Tua 5.000, anh em nhìn thấy không? Có cả báo mắt báo ABS luôn. Bắt đầu tua tốc cao. Mát, âm thanh cực kỳ là trầm ấm và không quá ồn luôn anh em. Đây là chiếc xe mà mình sẽ review cho anh em, đống đồ chơi lên xe. Tổng phanh Racing Boy S1 này, full bộ chống đổ này. Xe có bán nhá. Anh em mua xe liên hệ 0942795678 hoặc là Zalo, hoặc là fanpage QT Moto phụ tùng xe độ Hà Nội, hoặc là gì nữa, fanpage Quân Béo Moto mua bán xe côn tay tại Hà Đông. Và bên mình có nhận dịch vụ mua bán xe, cộng với thêm là khi anh em đã thấy cái đồ độ con này hợp lý hợp mắt anh em rồi, anh em muốn thay đổi những cái như là xi nhan, lên xi nhan tàng hình này ấy, hoặc là cái xi nhan loại khác hợp lý hơn, hoặc là speedy bit các thứ, thì liên hệ mình, bên mình đều có sẵn, và lúc đấy mình sẽ review và mình tư vấn cho anh em độ xe, hoặc là các bạn tháo đuôi ra lắp biển kiểu kiểu Yamaha MT09 đều được hết, bên mình có nhận hết tất cả dịch vụ đấy luôn. Chúng ta cùng bắt đầu đi xem chiếc xe này độ những đồ chơi gì và mình bán bao tiền nhá. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok anh em, mình vào đầu xe nhá. Thì đầu tiên ở chiếc xe này ấy, bản độ này, nghe cái tiếng bô đi đã. Cổ inox này, các bạn nhìn thấy không? Cổ inox bên mình làm là mình không sơn đen. Bởi vì tại sao các bạn biết không? Vì cái đầu cổ này nó rất là nóng, thì sau khi mà nóng, nhiệt nóng lên, nó sẽ bị bung cái lớp sơn ra, thì nó còn kinh nữa, còn xấu nữa. Nên là mình để nguyên cổ inox, và mình bắt đầu sơn ở cái điểm này. Đấy, các bạn thấy không? Mình bắt đầu sơn từ cái điểm mà lộ ra thôi. Đấy, sơn đen thì những cái này thì hoàn toàn là chịu được nhiệt nhá. Cái bô này nó không nóng quá đâu, nên là nó không bị bung sơn, nên là rất là ngon. Cái này còn thiếu một cái tem nữa để mình bắn vào. Thì đầu tiên là bô, cổ ngắn này. Cổ ngắn nhưng mà tiếng bô rất là trầm đúng không anh em? Đấy, rất là trầm. Và tiếp theo nữa là cái gì? Đặc sản luôn, ABS 2 kênh dành cho những anh em mà thích mà độ phanh ABS, mua xe lướt mà độ phanh ABS có sẵn luôn, ABS trước sau luôn anh em. Đấy, ABS trước sau. Thì cái ABS này nó luôn luôn sáng, đến lúc nào mà mình nổ máy lên mình đi quá 11 km thì nó sẽ tắt. Còn lúc nào mà đèn ABS này báo nhấp nháy hoặc là nó báo sáng liên tục thì lúc đấy là ABS đang bị lỗi, thì anh em nó trở lại thành phanh bình thường, thì chúng ta sẽ không phải là bóp chết phanh như này nữa, mà chúng ta phải nhấp nhả. Đấy, cả trước cả sau, lúc ấy là nó sẽ báo lỗi. Còn lỗi ở đâu thì lúc đấy chúng ta kiểm tra ở cầu chì này, kiểm tra ở mắt đọc này. Đây này, những cái vị trí mắt đọc như này này. Đấy, nó có bị lệch không? Chúng ta ra vào lốp, các bạn ý không biết là xe có ABS nên các bạn ý tháo ra nó không kỹ nên là bị lệch mắt đọc các thứ, nó cũng lỗi. Đấy, đây là một cái mắt đọc ABS này. Thì chiếc xe này lên mắt đọc ABS kèm với dây dầu nha anh em nhé. Dây dầu này là dây dầu ắc bó cứng, ắc cứng, nó không bị co giãn nở, nó không co giãn nở như dây cao su, nên là nó đạt cái hiệu năng rất là cao. Và thêm một điểm lợi nữa, đây các bạn thấy không, chủ xe lên tổng phanh Racing Boy S1 bản 17mm rồi, thì các bạn nó tổng lớn rồi, anh em hoàn toàn có thể lên thêm là cái gì, củ phanh ở bên dưới là củ Brembo hoặc Nissin 4 pit đều được, lên đều ngon lành. Đây, tổng côn Racing Boy S1 và tổng phanh thì là
Racing Boy S1 nhưng bản khác là bản 17. Đôi gương gù chủ xe cũng lên rất là chất luôn nha anh em nhá, Racing Boy luôn. Đôi gương gù của Racing Boy một cặp luôn. Đấy. Bao tay thì lên đôi bao tay Daytona. Dùng rất lâu rồi, bẩn này. Đấy, Daytona. Chủ xe đi có 8.257 cây thôi anh em, 8.257 cây. Xước sát này, anh em nhìn đi 8.000 này, cực kỳ ít luôn nhá. Quá là đẹp luôn. Đi khá giữ gìn và ít đi. Thì các bạn nhìn thấy không? Một chiếc xe 8.000 cây này. À, vần giữa vẫn còn này. Đấy, tin được không anh em? Vì là tại sao? Vì chủ xe không đi xa nhiều, toàn là đi ngắn thôi. Nên là nhiệt nó còn chưa bài mòn được hết cái lúc cái vân giữa. Đây là vân giữa này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Còn nguyên luôn. Đấy. Rất ít đi và đi là thường là đi quãng đường ngắn, không đi quãng đường dài. Đấy. Ở đây là chiếc xe mà chủ xe không có nhu cầu nữa, bán lại cho mình để lên CC. Nên mình đã mua lại và anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ mình. Và mình có nhận độ những cái bài độ như con chiếc này lên Scrambler cũng rất là đẹp. Bô vắt lên trên hoặc bô đút gầm thì anh em sẽ lắp thêm cho mình là cái gì? Là cái hai cái ốp mâm. Sau đấy là gì? Tháo cái bộ rè này ra, lắp cái rè MT09, lắp cái xi nhan tàng hình vào. Tháo luôn cái cốp này ra, tháo luôn ốp này ra cho nó ngầu. Lắp cái đôi khung lên, khung thùng lên. Ui dồi ôi, nhìn nó cứng cáp, nó đẹp hết bài luôn. Con này là yên có hai bản thì anh em lựa chọn zin nguyên bản của nó là yên nâu nhá. Còn đây là một chiếc yên đen. Đấy, nếu anh em thích yên đen mình cũng đổi yên đen cho anh em. Nhưng mình cá nhân mình thấy cái màu xanh bộ đội này ấy, nó lắp với cái màu đen nó hợp lý hơn, đẹp hơn. Đấy, còn anh em thích là xi nhan trước và thay cái gì là mình đều có sẵn, hoặc là đơn giản là anh em lắp cho mình cái ốp màu đây này. Đấy, cái ốp màu CNC đây là quá đẹp luôn rồi. Đấy, cái ốp màu XR, ốp màu kiểu chai âm các thứ lên rất là đẹp. Còn anh em nào thích mà độ lớn luôn, độ thành bản bobber mình cũng nhận. Con này độ bobber thì sẽ giữ lại được tổng phanh, tổng khôn, lên thêm củ phanh nữa, lên thêm củ phanh đi xin nữa. Cắt đuôi đi, ui trổ ôi ngầu nòi luôn. Đúng là đỉnh cao luôn anh em. Và tiếp theo nữa là hạ cái đuôi thấp xuống, độ theo kiểu dáng chai ẩm bobber cũng rất đẹp. Phôi này đã đẹp sẵn rồi, đồ chơi nó nhiều rồi. Anh em lắp, anh em lên một cái bản chai ẩm bobber chỉ mất khoảng tầm 20 triệu mà có cả phanh cả phiếc, rất là ngầu đẹp. Vì là bô có sẵn rồi, đồ có sẵn rất là nhiều rồi, nên là nó sẽ không cần phải lắp thêm nhiều đồ nữa. Mà lúc đấy anh em có cả cái củ phanh Rambo K50 hoặc là Nissin của Honda CBR650 luôn. Rất là đẹp. Anh em mua xe thì liên hệ mình nhá. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em tại những video sau.